cuộc đời lẫy lừng và đầy tai tiếng của ông trùm tạp chí Playboy, Hugh Hefner. Trong cuộc đời của mình, Hugh Hefner nổi tiếng với việc sáng lập ra tạp chí người lớn Playboy cách đây hơn 60 năm. Không giống như thời hiện đại, thường có sự tách biệt giữa các gương mặt thương hiệu và những bộ óc đằng sau thương hiệu đó. Hugh Hefner với Playboy là một. Ông là gương mặt đại diện cho thương hiệu Playboy, đồng thời là khối óc, là trái tim của tạp chí. Cuộc sống của ông luôn gắn liền với hai từ danh tiếng và tai tiếng, cùng cả nghìn cô gái vây quanh, nhưng đến cuối đời ông mới tìm thấy tri kỷ. Bắt đầu đế chế Playboy vì 5 đô bị từ chối. Hugh Hefner sinh ngày 9 tháng 4 năm 1926 tại Chicago, Mỹ. Ông được sinh ra trong một gia đình có cả cha mẹ và anh em trai, đều là giáo viên. Ít ai biết rằng trước đây, ông chủ Playboy đã theo học ngành tâm lý học với tấm bằng cử nhân. Ông còn học thêm chương trình sau đại học về xã hội học và phụ nữ, giới tính học tại đại học Northwestern, nhưng đã bỏ ngay sau đó. Dù sinh ra trong một gia đình nhà giáo, nhưng Hugh Hefner lại đam mê nghề báo. Ông bắt đầu theo học báo chí tại trường đại học Illinois và Northwestern. Sau đó, ông đầu quân về làm biên tập viên, chuyên viết quảng cáo cho tạp chí Esquire danh tiếng. Tuy nhiên, sau khi yêu cầu tăng lương thêm 5 đô của ông bị, Hugh Hefner quyết định khởi nghiệp bằng việc thế chấp hết tài sản, vay ngân hàng 800 đô la và gom được thêm 8.000 đô la từ 45 nhà đầu tư, trong đó có cả mẹ ông. Với tất cả số tiền đầu tư, tờ tạp chí Playboy được ra đời vào tháng 12 năm 1953, nổi bật với những bức ảnh khỏa thân của Marilyn Monroe. Trong bộ lịch chụp từ năm 1949, hơn 50.000 bản được bán hết, số tiền thu lại đủ để ông trả chi phí giấy, in ấn và đầu tư làm tiếp những số sau. Tới cuối thập niên 50, tạp chí này được tiêu thụ hơn 1 triệu bản một tháng. Sự ra đời của Playboy được xem là người dẫn đầu của cách mạng tình dục những năm 1960 tại Mỹ. Những bức ảnh khỏa thân trong các bữa tiệc phóng túng được xuất bản và đưa đến tận phòng khách của từng người. Người ta thường xuyên thấy hình ảnh ông chủ Playboy trong bộ áo khoác nhung màu đỏ, ngậm một chiếc tẩu thuốc lá, vây quanh là những cô nàng chân dài nóng bỏng. Một điều khó có thể tin nổi đó là tôn chỉ ban đầu khi thành lập Playboy của Hugh Hefner không phải dành cho đàn ông mà là dành cho phụ nữ. Ông đã chào mời tờ tạp chí này là để cho những người phụ nữ cấp tiến mà ông gọi là Playmates, những người sẵn sàng khỏa thân và tuyên bố đi trước thời đại, trước cả khi cuộc cách mạng giải phóng tình dục ở Mỹ những năm 1960 diễn ra. Tất nhiên, giới phê bình và những nhà hoạt động nữ quyền không thèm đếm xỉa, nhưng mà Hugh Hefner không lùi bước. Bên cạnh những bức ảnh khỏa thân hấp dẫn, Playboy vẫn có những bài viết như một tờ tạp chí bình thường về thời trang, thể thao, hàng tiêu dùng, phỏng vấn ngôi sao, các đoạn trích tác phẩm nổi tiếng, các quan điểm phóng khoáng về chính trị. Tuy vậy, tất cả mọi người vẫn biết đến Playboy như một tạp chí khiêu gợi dành cho nam giới. Với tất cả bức ảnh nóng bỏng nhất vào thời kỳ hoàng kim của mình, ngôi sao nữ nào tại Mỹ cũng đều được đề nghị chụp ảnh khỏa thân cho Playboy. Tầm ảnh hưởng và sức mạnh của tờ tạp chí này lớn đến mức ông Hugh Hefner đã trở thành một biểu tượng của Hollywood. Ông có ngôi sao riêng của mình trên đại lộ danh vọng và có nguyên một bộ phim tài liệu mang tên American Playboy – The Hugh Hefner Story. Trái tim vụn vỡ ở tuổi 23. Hugh Hefner đã xây dựng cuộc đời và sự nghiệp của mình bao quanh bởi những cô đào quyến rũ và hưởng thụ cuộc sống xa hoa trong căn biệt thự Playboy tại Los Angeles. Ông còn từng tiết lộ mình đã ngủ với hơn 1.000 phụ nữ khi trả lời phỏng vấn của tờ Daily Mail. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết, trước khi trở thành người sáng lập tạp chí Playboy và sở hữu khối tài sản kếch xù, Hugh đã từng bị người bạn đời má ấp tay kè lừa dối, và chính sự phản bội của người vợ đầu tiên đã mở màn cho sự ra đời của Playboy. Năm 1949, Hugh Hefner kết hôn với người yêu thuở ấu thơ là Mildred Williams. Trong thời gian ông gia nhập quân đội, người vợ ở nhà theo học trường đại học Illinois. Sau 2 năm xa cách, Hugh trở về với hy vọng có một tương lai hạnh phúc với người vợ yêu dấu. Tuy nhiên, trái tim của người chồng trẻ khi ấy đã tan vỡ khi người vợ nói rằng đã trót quan hệ với người khác khi chồng vắng nhà. Khi nhắc lại quá khứ ấy, Hugh đã nói, đó là khoảnh khắc đau lòng nhất trong cuộc đời tôi. Kể từ đó, tôi luôn cảm giác có một người đàn ông khác cũng đang nằm trên giường cùng hai vợ chồng. Mặc dù chấp nhận tha thứ cho sự lừa dối của vợ và cả hai cũng đã có hai người con, nhưng bóng ma quá khứ vẫn ám ảnh trong tâm trí, khiến ông đi vào vết xe đổ của vợ mình. Suốt 10 năm chung sống bên nhau, trước khi ly dị vào năm 1959, Millie đã chấp nhận để chồng ngủ với những người phụ nữ khác vì mặc cảm tội lỗi trước đây của mình.
Việc thành lập tạp chí Playboy cũng có sự đóng góp của người vợ Mildred Williams. Nhưng kể từ khi cuộc hôn nhân của cả hai chấm dứt, cuộc đời bên cạnh những chân dài nóng bỏng của Hugh mới chính thức bắt đầu. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Những bóng hồng vây quanh. Sự lớn mạnh của đế chế Playboy đã mang về cho Hugh Hefner số tiền khổng lồ. Đến năm 1971, tạp chí bán được 7 triệu bản một tháng. Đã có 23 câu lạc bộ Playboy, nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn, sòng bạc với hơn 900.000 thành viên trên khắp thế giới. Cũng trong thời gian này, công ty Playboy Enterprise ra mắt với những hoạt động khác nhau như xuất bản, bán lẻ, cho thuê xe limousine, thu âm và sản xuất phim. Thời kỳ hoàng kim nhất, số tài sản của Hugh Hefner và đế chế Playboy lên tới hơn 400 triệu đô la, trong đó có hơn 200 triệu đô la thuộc về giá trị thương hiệu và khối bất động sản khổng lồ. Logo con thỏ của Playboy cũng là biểu tượng được biết đến nhiều trên thế giới. Dinh thự nổi tiếng nhất của ông Hugh Hefner là Playboy Mansion, khối bất động sản gồm 22 phòng, trong đó có một hầm rượu, một phòng chiếu phim, sân tennis và bóng rổ, một thác nước và một hồ bơi. Trụ sở Playboy cũng được đặt tại đây, trong một khu riêng biệt. Để thỏa mãn một cuộc sống như trong mơ, ông chủ Playboy mở cửa chào đón các cô gái ở tại dinh thự. Isabel Kasperzak, một trong những tình nhân của ông, kể lại cuộc sống của những nàng thỏ tại Playboy Mansion. Trong lâu đài, Playboy thường có từ 3 đến 15 cô gái để ông chủ có thể vui vẻ bất cứ lúc nào. Để duy trì cuộc sống với hậu cung của mình, ông Hugh Hefner cũng phải bỏ ra không ít tiền. Ngoài chế độ ăn uống theo sở thích và ở miễn phí trong dinh thự của ông chủ, thứ sáu hàng tuần mỗi người đẹp được trả lương 1.000 đô la, sinh nhật và ngày đầu năm mỗi người được thêm 2.000 đô. Riêng ngày Valentine thì tất cả chỉ được tặng một hộp giấy hình trái tim, bên trong đựng một vài đồ chơi có gắn logo thỏ của Playboy. Hugh Hefner còn thanh toán khoản bảo hiểm y tế cho mọi người và chi phí phẫu thuật thẩm mỹ cho người đẹp có yêu cầu. Với những cuộc xuất hiện quan trọng trước công chúng như tham dự lễ trao giải Oscar, mỗi nàng được lĩnh 2.000 đô tiền mua váy áo. Nếu được đặc biệt ưu ái, người này có thể tậu xe hơi bằng tiền ông chủ, như trường hợp cặp song sinh Mandy và Sandy, mỗi người một chiếc Bentley. Cũng theo Isabel Kasperzak, nếu không qua đêm với ông chủ, thiếu nữ phải lên giường vào lúc 21 giờ, không được phép gặp gỡ những người đàn ông khác, cũng như không được phép ra khỏi nhà mà không có vệ sĩ. Tất cả các cuộc đàm thoại đều bị kiểm soát. Những quan điểm về tình dục hết sức phóng túng của ông Hugh Hefner cũng như cách thức hoạt động của Playboy đã gây nên nhiều tranh cãi. Đặc biệt, hàng loạt các cô bồ của triệu phú lên tiếng chỉ trích cuộc sống trong lâu đài Playboy. Tuy vậy, ông Hugh Hefner không hề để tâm. Hai cuộc hôn nhân cuối cùng. Sau 30 năm hưởng thụ cuộc sống bên cạnh những cô nàng nóng bỏng, Hugh lại một lần nữa tái hôn với nàng mẫu Kimberly Conrad vào năm 1989. Hai người đã có với nhau hai người con trước khi ly hôn vào năm 1998. Tuy nhiên, phải tận 20 năm sau, cặp đôi mới chính thức đường ai nấy đi. Kết thúc cho tình trường dài dằng dặc, người sáng lập Playboy đã dừng chân tại bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình với người vợ thứ ba là Crystal Harris. Cặp đôi kết hôn vào đêm giao thừa năm 2012 tại biệt thự Playboy trong một buổi lễ riêng tư, khi đó Hugh đã 86 tuổi. Chia sẻ về cuộc hôn nhân với cô vợ kém 60 tuổi, Hugh từng hạnh phúc nói rằng tôi cảm thấy rất may mắn khi tìm thấy cô ấy trong giai đoạn này của cuộc đời. Tôi đã tìm được cứu cánh cuối cùng, tôi thực sự mong những năm tháng còn lại sẽ được vui vẻ như bây giờ. Những ngày tháng bình yên cuối đời. Vào những năm cuối của cuộc đời, chúng ta ít khi nhìn thấy Hugh Hefner xuất hiện trên những phương tiện thông tin đại chúng. Dường như một con người luôn đầy kiêu hãnh, không muốn cả thế giới này lại phải thương hại trước sự già nua và bất lực của mình. Người ta thường thấy ông đi quanh quẩn trong lâu đài Playboy, trên khu đi bộ và phải nhờ sự giúp đỡ từ máy trợ thính, tận hưởng những ngày tháng cuối đời, bình yên bên cạnh những người thân yêu nhất. Cuối cùng, cuộc đời lừng lẫy của Hugh đã khép lại trong ngày 27 tháng 9 năm 2017. Ông ra đi êm ái, không thị phi, dẫu rằng cả cuộc đời ông luôn tìm kiếm thứ tình yêu ông cho rằng ông luôn đến không đúng chỗ, thì đó cũng hẳn là một cuộc đời hạnh phúc mà hầu như người đàn ông nào trên thế giới này đều mong ước được một lần trải nghiệm. Sau khi ông trùm Playboy qua đời, người vợ cuối cùng lại không được hưởng bất cứ tài sản nào của chồng. Trước khi kết hôn, Harris và Hugh đã ký một bản hợp đồng hôn nhân rằng cô sẽ không nhận được tài sản thừa kế của Hugh. Toàn bộ số gia tài lên đến 43 triệu đô sẽ được chia cho 4 người con, một phần cho Đại học Nam California và các tổ chức từ thiện,
Tuy nhiên, Harris sẽ vẫn nhận được sự chăm sóc đầy đủ sau khi chồng qua đời. Theo di nguyện, Hugh Hefner sẽ được chôn cất bên cạnh mộ của nữ nghệ sĩ Marilyn Monroe, người phụ nữ duy nhất làm nên tên tuổi của Hugh Hefner, người đưa Playboy trở thành một đế chế vĩ đại như ngày nay. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!